Xin chào các bạn nha, xin mời các bạn đến với kênh của mình nha. Bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đây là review của sản phẩm rất là đẹp này. Các bạn nhìn từ lắm nha, nhìn từ mình sẽ quay cận cảnh các bạn nhìn từ rồi rất là đẹp nha. Đây đó, quá đẹp, quá đẹp. Đây là một con mô hình mới vô có thể cảm thấy nha. Cảnh của hồ cá các bạn nha. Thì các bạn nào mà có nhà ý muốn mua hay là thích cái sản phẩm này thì các bạn có thể mua vào thì làm tốt nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ lược về con